viên của chúng ta cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà các cổ động viên của chúng ta vẫn dành cho họ một tràng pháo tay. Set next game, tức là đừng có buồn quá, SEA Games sau chúng ta làm lại. Quá đáng quá. Sao ạ? Thi nhau bỏ về hết không? Người ta cũng vất vả. Chị thấy sao ạ? Theo như chị thì kể cả thua hay thắng thì mình phải cố động lên phần cuối. Chị cũng bỏ cả không cả việc đi làm, nhưng mọi người kiểu thấy thua rồi thì thi nhau cởi áo bỏ về ấy. Thì chị cảm thấy là bất mãn. Các cổ động viên của mình làm việc đấy á? Còn riêng chị kể cả thua hay thắng chị cũng phải đứng hết giờ chị mới xem. Mình cũng muốn thắng nhưng mà người ta có sự đồng góp. Cảm ơn chị. Chị cũng bỏ việc đi làm đấy. Mai chị về là chị bị phạt đấy, nhưng chị vẫn phải đi. Kể cả thua hay thắng chị vẫn vui. Nhưng hôm nay sao chị lại khóc? Khóc vì cầu thủ đã không thắng hay là khóc vì cổ động viên? Không phải là như thế. Cũng một phần là vì cầu thủ, nhưng mà cổ động viên lúc mà vận động viên thắng thì tung hô, mà lúc người ta thua thì chửi, thì chị không thể chấp nhận được kiểu đấy. Chị không, mình không thắng thua thì nó là kiểu như cơ may cơ hội, mà họ thì sức họ thì khỏe hơn mình, thì mà họ trọng tài cũng hơi thiên vị, thì vận động viên của cổ động viên của mình đừng đối xử với vận động viên như thế. Chị cảm thấy là thắng thì ủng hộ, thua thì bất mãn. Mọi người ơi, Việt Nam. Đấy, giờ nhìn thấy mọi người ở bên kia hô nhau bảo ra đây chẳng. 1, 2, 3, Việt Nam. Mọi người cũng buồn lắm chứ. Còn chửi, có những người tự chửi những cái câu nói chị không thể chấp nhận. Họ chửi như thế nào ạ? Tốt nhất là không nói em. Thank you.
hơn mình không? Rồi, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người.